David gửi đến mọi người cái thông tin hoạt động của Richie Fund và cái các câu hỏi cũng như là một số các cách rút tiền, tính hợp pháp của chương trình này, hoa hồng trích cho đại lý này, rồi trường hợp đóng cửa này, tại sao phải bù trừ cho tài khoản A và tài khoản B này, chỉ được rút tiền khi nào này, phân bổ tội đội chơi này, thời gian rút tiền này, thời gian nạp tiền này, chương trình hợp tác này, quản lý vốn và tài khoản này, cơ chế vận hành của hệ thống no loss system này, rất nhiều. Thì hôm nay David gửi đến cái video là update khi rút tiền tài khoản A, bởi vì chắc chắn là sẽ rút. Bởi vì sao? Bởi vì tối thiểu là một vòng, tổng có 5 vòng thì tối thiểu là một vòng thì có 5 vòng là tối đa. Vậy tối đa nó phải đạt đến 75% công suất của tài khoản. Và trong cái rút tiền thì chúng ta chú ý cái update khi rút tiền tài khoản A là chúng ta phải có cái mã Swiss code. Thì BFT, đấy, đây là những cái mã Swiss code để chúng ta điền vào, thì chúng ta vào cái link Google ấy, mã Swiss code ngân hàng là gì thì lập tức là sẽ có. Và khi tài khoản A bắt đầu có lời và thực hiện việc rút tiền như sau. Đây là tài khoản A, ví dụ một trong những tài khoản của David thực hiện rút tiền, đúng không ạ? Đây, trong W Wallet và cash wallet là lúc này có tiền, gọi là tiền mặt là 54 đô, và W Wallet là cái tiền mà thắng ở trong tài khoản A đấy, lập tức chúng ta điều sang tài khoản cash wallet. Bước 1 là unsubscribe, hủy đăng ký nhóm chơi để bên quỹ không thực hiện việc chơi các vòng nữa. Ví dụ chúng ta vừa thắng một vòng chúng ta muốn rút tiền rồi thì lập tức là gì ạ, vào phải unsubscribe, phải vào manager account. Cái việc này chúng ta có thể có cái tài khoản backend này, chúng ta lập tài khoản đi, chúng ta lập tài khoản sau đó là chúng ta upload cái chứng minh thư của chúng ta lên, là chúng ta có tài khoản, là chúng ta sẽ tìm hiểu deposit là gì, withdraw là gì, manager account là gì. Thì trong cái lập tài khoản này chúng ta vào Richie Fund, chúng ta sẽ vào cái Richie Fund. Sau khi vào Richie Fund rồi, đúng không ạ, chúng ta ấn vào open an account, chúng ta ấn sponsor ID, thì chúng ta có thể vào cái info Richie Fund hoặc là học 2228 để chúng ta làm sponsor. David sẽ là sponsor để giới thiệu ra mọi người, để David có hoa hồng, sau đó David mọi người cùng với hướng dẫn để mọi người cùng có hoa hồng luôn. Sau đó là gì ạ, chuyển cái unsubscribe để hủy đăng ký, đúng không ạ, hoặc có thể rút lãi và để nguyên 15.000 để đánh tiếp vòng thứ hai, cũng có thể là như vậy, hoặc là chúng ta rút hết, đúng không ạ, bằng cách vào manager account để chuyển từ ví W là ví A sang cash wallet. Sau đó là gì ạ? Thực hành lệnh chuyển tiền. Đấy, lập tức là chúng ta vào mục withdraw. Đấy, chúng ta chuyển từ cái W Wallet, David để lại có 1 đô thôi ạ, 1.63 đô để chuyển vào đây còn 16.000. Sau đó là update cái tài khoản Vietcombank của chúng ta vào, đúng không ạ? Manager account, đúng không ạ? Và chúng ta ấn vào mục withdraw, lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ chờ một ngày là tiền nó sẽ về tài khoản Vietcombank của chúng ta. Vậy thì ở đây có một cái là gì ạ? Tại sao lại ra một cái no loss system? No loss system là gì? Đây là cái cam kết mà không lỗ, đúng không ạ? Yên tâm là không lỗ, cam kết lãi thì không có, nhưng mà tối đa lãi là được 75% và được 5 vòng, nhưng mà cam kết là không lỗ. Nên do vậy là cái hệ thống này tại sao lại không lỗ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì một lệnh buy và lệnh sell nó sẽ giằng co nhau. Thì ở trong cái video số 1 đến số 8 là đã nhận được rồi. Thì từ đây là chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta nhận biết được vì sao cái cơ chế vận hành no loss system này nó lại hiệu quả như vậy, và nó là một trong những cái thị trường cực tốt tại thị trường Hồng Kông, China. Thì hiện tại quỹ của David cũng được, David cũng đã nhận được rất nhiều tài khoản để hỗ trợ các phòng đầu tư giao dịch. Do vậy là chúng ta có thể đăng ký và đưa ra các cái giải pháp để cùng với David thực hiện cái cơ chế no loss system. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể gửi email cho David hoặc là Zalo 0987732228 để được giải thích chi tiết. David sẽ gửi toàn bộ tất cả những câu hỏi và các cái thông tin. Bây giờ thị trường thì có rất nhiều các cái chương trình ủy thác, rồi các chương trình giao dịch Forex hay là các chương trình khác. Tuy nhiên là chương trình này là chương trình No Loss System, là một hệ thống trong Richie Fund đã đưa cho mọi người một cách an toàn nhất, hiệu quả nhất. Do đó là một trong những cái mà hiện tại khách hàng của David cảm thấy rất là hài lòng và yên tâm để chúng ta thực hiện. Tốt, chúng ta cần phải hiểu cái cơ chế vận hành của no loss system và cái cách hoạt động của các cái back end, đúng không ạ, tài khoản A, tài khoản B, các cái
trường bảo hiểm, các vấn đề withdraw, rút tiền, deposit như thế nào, đúng không ạ? Rất nhiều, và chúng ta có thể tự làm. Do đó là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy tài khoản A và tài khoản B nó vận hành như thế nào. Và xin được cảm ơn mọi người và chúc mọi người có những cái sự hợp tác thành công với David. Xin được cảm ơn.